Lý do bạn không nên ăn nhiều đậu. Đậu phụ là một trong những thực phẩm khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm rất nhiều thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như carbon hydrate, chất béo, các vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu ăn đậu phụ không đúng cách sẽ có thể gây phản tác dụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là những lý do bạn không nên ăn nhiều đậu để phòng tránh những tác hại tiêu cực do đậu gây ra. 1. Trướng bụng, khó tiêu, tiêu chảy. Trong đậu phụ có chứa nhiều protein, nên khi ăn quá nhiều sẽ cản trở khả năng hấp thu sắt và protein, đồng thời gây cảm giác khó chịu, đầy bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác. 2. Thiếu iốt. Đậu phụ là sản phẩm chiết xuất từ đậu nành. Nó có chứa một chất gọi là saponin. Chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết iốt trong cơ thể con người. Do đó, việc ăn quá nhiều đậu phụ có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt iốt trầm trọng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu iốt. 3. Suy giảm chức năng thận. Quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường khi dung nạp bất cứ loại thức ăn nào vào cơ thể. Hầu hết thức ăn đều thông qua sự trao đổi chất của protein thực vật và cuối cùng là các chất thải chứa nitơ qua sự bài tiết của thận. Ở người già, khả năng bài tiết chất thải của thận suy giảm, nên trong trường hợp ăn quá nhiều đậu phụ, đồng nghĩa với việc tiêu thụ quá mức lượng protein thực vật sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Khi đó, buộc thận phải tăng cường hoạt động, lọc các chất thải nhiều hơn và lâu dài sẽ làm suy giảm chức năng thận. 4. Tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Nguồn methionine phong phú chứa trong đậu phụ có thể được chuyển hóa sang cetin dưới tác động của các enzyme. Những chất này gây ra sự tổn thương tế bào nội mô trong thành động mạch, dễ làm lắng đọng và tích tụ các cholesterol xấu, chất béo trung tính trong thành động mạch, dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch. 5. Thúc đẩy bệnh gút. Đậu phụ chính là tác nhân làm rối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể, đặc biệt là với bệnh nhân gút. Việc tiêu thụ nhiều đậu phụ sẽ làm gia tăng nồng độ axit uric trong huyết thanh, từ đó thúc đẩy các cuộc tấn công của bệnh gút trở nên mạnh mẽ hơn. 6. Suy giảm lượng tinh trùng của nam giới một cách đáng kể. Nếu tiêu thụ đậu nành và các sản phẩm giàu phytoestrogen isoflavon sẽ ảnh hưởng đến mức độ androgen nam, dẫn đến một loạt các hiệu quả xấu. Bên cạnh đó, các sản phẩm đậu nành còn tác động đến hệ thống sinh sản nam giới, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến sự sinh tinh. Theo một số báo cáo của Mỹ đưa ra, thì việc tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu tương diễn ra hàng ngày sẽ làm cho số lượng tinh trùng của nam giới giảm đáng kể. Ăn quá nhiều đậu nành có thể gây biến động số lượng tinh trùng nam. Những người ăn các sản phẩm đậu nành thường xuyên có xác suất rối loạn chức năng cương dương cao hơn 3,46 lần so với những người khác. Vì vậy, nam giới cần phải cẩn thận khi ăn đậu phụ và các sản phẩm đậu nành. Nhìn chung, đậu phụ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng trong thực tế không nên lạm dụng ăn quá nhiều hàng ngày. Đối với người già, những người bị bệnh thận, bệnh gút, xơ vữa động mạch, càng nên kiểm soát tốt vấn đề này. Còn nếu muốn tăng cường sức khỏe trong trường hợp trên, thì bạn cũng có thể tham khảo và lựa chọn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như sản phẩm nhung hươu tươi, cao nhung hươu, viên năng nhung hươu.